Đây là kỹ thuật biểu diễn phân số trên trục số nằm ngang. Chúng ta làm ví dụ 1 này là biểu diễn số 5 phần 4 trên trục số. Vậy để làm bài tập này, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Trước hết chúng ta kẻ một cái trục số. Kẻ một cái trục số. Đây. Kẻ đàng Bao hoàng. nhiêu sao? Em nhìn nhá, kẻ ở đây. Kẻ một cái trục số thật đẹp. Chúng ta lấy một số làm trung tâm. Ví dụ đây là số 0 chẳng hạn. Gốc gọi là số 0. Xong tiếp theo là số 1. Chia đều nhá, chúng ta lấy cái 4 ô ly là 1 hoặc là tùy các em. Chia to chia nhỏ là tùy. Đây là 1. Đây là 2. Trục số chúng ta học rồi. Đây là số 3. Đây là số 4. Đây là âm 1. Âm 2. Em 3. Đây là trục số. Rồi. Rồi các em quan sát 5 phần 4 sẽ bằng đổi ra hỗn số nữa là 1 1 phần 4. Như vậy các em quan sát như thế này. Từ đây là một cái hỗn số dương, nó bao gồm có phần nguyên là số 1 và phần phân số là số 1 phần 4. Như vậy nó phải đi qua số 1 xong đi kèm theo 1 phần 4 đơn vị nữa. Như vậy hỗn số này cũng là một đơn vị và 1 phần 4 nữa. Như vậy chúng ta tưởng tượng là một đơn vị cũng là đi từ 0 cho đến 1. Rồi đi kèm 1 phần 4 nữa. Em các em xem nó dừng ở chỗ nào trong vị trí này. Đây, đây là một đơn vị rồi này. Rồi sau đó là đây là một khúc, hai khúc, ba khúc, bốn khúc. Đấy, các em để xem nó dừng ở chỗ nào thì hợp lý. Như vậy chúng ta thấy như sau. Từ chắc chắn là từ từ số 0 trở đi rồi. Từ số 0 trở đi rồi. Đến một đơn vị thì chắc chắn có một phần này rồi. Và kèm theo, các em thấy là ở đây, tiếp theo nối tiếp từ số 1 này. Thêm 1 phần 4 đơn vị nữa. Đây 1 phần 4, 2 phần 4, 3 phần 4, 4 phần 4. Như vậy đoạn từ 1 đến 2 các em chia làm 4 phần bằng nhau. Và lấy một phần. Đây thì nó lấy đơn vị trước. Ví dụ như thế này. Đây là một khúc, hai khúc, ba khúc, bốn khúc, bốn cái chấm đấy. Mỗi một vạch là một chấm. Bây giờ chúng ta đi từ đâu? Đi từ số 1. Đi từ số 1 thêm một đơn vị nữa, 1 phần 4 đơn vị nữa. Như vậy chúng ta sẽ đánh dấu tại đây và đánh dấu đấy, ta đánh dấu vào đây chính là cái phân số cần tìm. Đây chính là 5 phần 4. Đấy, sau đó chúng ta xóa hai cái phần này đi. Đó, vậy chúng ta đã biểu diễn được số 5 phần 4. Ý B em thấy như này. Ý B là biểu diễn 3 phần âm 3 phần 4 này. Đây các em nhìn thấy này. Âm 3 phần 4 này, 15 phần 4 và âm 5 phần 2. Chúng ta sẽ biểu diễn âm 3 phần 4. Âm tức là đi từ né bên tay trái rồi. Đây. Đây là âm 1 này. 4 khúc này 1 phần 4, 2 phần 4, 3 phần 4. Đây là vị trí đây. Vậy cách biểu diễn đó là điểm này. Đây chính là âm 3 phần 4, tức là từ trái qua phải. À, từ từ phải qua trái, từ không đi sang bên trái. Đây chính là âm 3 phần 4.
3/4. Rồi. Tiếp theo, 15/4 thì các em thấy như này. 15/4 đổi ra hỗn số 15 chia cho 4 được 3. Dư 3 3/4. Như vậy, số dương sẽ đi từ 0 sang bên nhà bên phải. Thì số 0 này, 3 đơn vị, 1 đơn vị, 2 đơn vị, 3 đơn vị. Ngoài ra còn đi 3/4 nữa, 1/4, 2/4, 3/4 đây. Vị trí này, chúng ta chốt. Chốt ở vị trí này. Như vậy ở đây là 3, chính là 15/4. Tiếp là âm 5/2. Âm 5/2 đây. Âm 5/2 chúng ta thấy như này. Trừ 5/2 thì sẽ bằng, đổi ra hỗn số sẽ bằng, dấu trừ chúng ta cứ để riêng. Dấu trừ 2 là 5 chia cho 2 được 2, dư 1, 1/2. Như vậy, số âm tức là chúng ta đi từ trái qua phải thì số 0. Đi âm 1 này. Âm 2 này. Thì là âm 3. Nửa thì nó đi chia đôi ra. Đấy, chia đôi cái giữa âm 3 và âm 2 ra thì ra 1/2 nữa. 1/2 chính là bằng nửa. Đấy, chúng ta dừng ở đây. Đây chính là âm 5/2. Âm 5/2. À, nhầm bên kia đi. Chỗ đánh dấu âm 5/2 bên này. Âm 5/2. Rồi, đấy, em biểu diễn vào. À, đối với cái dòng vở các em thì chúng ta sẽ trình bày bài tập này. Trước hết chúng ta kẻ một cái trục số theo ý mong muốn, kẻ đúng cái dòng kẻ luôn, kẻ đúng dòng kẻ. Đó. Sau đó chúng ta chia vạch chia độ. Vạch chia độ thì chúng ta đầu tiên lấy số 0 trước. Lấy số 0 này. Sau đó lấy số 1 này. Lấy số 2 này. Số 3 này. Số 4 này. Số 5 này. Rồi vậy thôi. Bên này âm 1, âm 2, âm 3, âm 4, âm 5. Đó. Tiếp trước đi. Rồi chúng ta vạch rõ cái vạch ra một chút. Không này. Đây, lấy cái thước của chúng ta. Đây là số 0 này. 1 này. 2 này. 3. 4. Vạch ngắn này nhá. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Như vậy thì chúng ta thấy nó hơi dài, nên là xóa bớt đi. Chúng ta xóa bớt đi. Xóa ngắn bớt đi, không để cần, không cần phải để dài quá. Không cần phải để dài quá, bên này cũng vậy. Đó. Ở đây chúng ta cho cái mũi tên này. Mũi tên ở đây là số 0.
1, 2, 3, 4, 5. Thế âm 1, âm 2, âm 3, âm 4 và âm 5. Đấy. Bây giờ chúng ta lần lượt có điền số 2. Số 2 đâu? Số 2 thì chúng ta thấy là số 2 đây, đúng số 2 luôn. Đấy, đây là số 2. Xong. Âm 3 thì là chúng ta đếm từ số 0 đến âm 3 đây. Đấy, các em nhìn thấy đấy, âm 3 đấy. Xong. Cái khó khăn bây giờ là cái số 8 phần 3 này. 8. Đây. 8 phần 3. 8 phần 3. Chúng ta chia 8 chia cho 3 được 2. Dư 2 chính là 2, 2 phần 3. Như vậy chắc chắn là đi từ số 0 đến số 2 đơn vị rồi. Và kèm theo 2 phần 3 nữa. Như vậy các em thử xem như này. À, các em lấy máy tính, các em bấm trên thực tế thì các em hay làm như vậy đấy. Đây, chờ thì nó lấy cái máy tính ra một chút. Chia cho nó đỡ vất vả. Em nhìn thấy cái máy tính này chưa? Nhìn thấy chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta xem như thế nào. À, chúng ta lấy số 8 chia cho số 3. 8 phần 3 mà là 8 chia 3. Kết quả sẽ bằng. Đây là 8 phần 3 đây. Sau ấn chữ SD này, nó sẽ ra 2,6. Tức là nó tầm khoảng 2,6, 2,7 gì đấy, nó xấp xỉ. Nó ngang ngang với 2,6. Như vậy chúng ta thử được là được 2 rồi và thêm 0,6 nữa. Đấy, chúng ta lại quay lại cái bài làm của mình. 2,6 nhé, nhớ như vậy. Bây giờ chúng ta đặt thước này. Chúng ta xem như thế nào. 2,6. Đây. Ta lấy 2,6, nhớ là 2 phẩy này, xong thêm 6 nữa. Đây, em nhìn nhá. Đây, đặt trên này cho dễ nhìn. Đây, đặt đây cho dễ nhìn nhá. Đây. Em lấy cái màu nó tô cái màu đỏ cho dễ nhìn đi nha. Đây 2 phẩy này, hai hai đơn vị này, xong thêm 0,6 đây 0,5 này đấy, em số nửa là 0,5 này, thêm 1 cm nữa đó, đây là 0,6. Như vậy là xong đấy. Đấy, chúng ta tưởng tượng vậy nha. Đấy, xong chúng ta đánh dấu vào thôi, đánh dấu vào đây, đây là 2,6. Đó, xong xóa cái kia đi. Cái này là chúng ta đếm thôi nhá. Đếm thôi. À, đây chính là 8 phần 3. 8 phần 3. Tiếp 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 một chút, 8 phần 3. Đó. Tiếp theo là số âm 7 phần 3. Âm 7 phần 3. Chúng ta đổi hỗn số 7 phần 3 chính là 7 chia cho 3 được 2. 1 phần 3. Thêm dấu âm trước. Âm 2, 1 phần 3. Như vậy, chúng ta lại lấy. Đấy, chúng ta chia như vậy cho dễ nhìn. Sau đó chúng ta lại lấy máy tính. Chúng ta chia. Đó là âm 7 phần 3. Âm này đây nha, âm 7 chia 3 đến là âm 7 phần 3 đây. Kết quả ấn chữ SD nó ra âm 2,3 đấy. Đấy, các em nhìn thấy âm 2,3 tương đối thôi. Đấy, chúng ta quay lại cái thước của mình, thước đây bắt đầu này, chúng ta đếm này, đây là số 0 này, 0 này, âm 1, âm 2 này và 0,3, là 3 cm nữa. Tí chút đó.
gần đến nơi, gần đến năm rồi đấy, âm 2,3. Xong chúng ta vạch vạch dấu vào chỗ đỏ đây. Như vậy chúng ta sẽ có đây là âm 7/3. Âm 7/3. Thẳng vào đây một chút. Âm 7/3. Thầy, có phải là phải đếm cái vạch ở trên thước đúng không thầy? Đúng rồi. Từ không, từ mỗi một cái 10 cm là 10 10 vạch. Vậy 0,3 là 3 vạch, 0,5 là 5 vạch. Rồi, ok. Thì là cách 1. Cách 1. Ta sang cách 2. Rồi. Cách 2 như thế nào? Chúng ta đây. Cách 2 như thế này. Trước hết chúng ta cũng kẻ một cái trục số cách bình thường. Trục số nằm ngang. Đó, dài ngắn thì chưa biết, là cứ áng áng đi. Sau đó chúng ta thấy nhìn vào cái cách 1 thì các em thấy là mẫu số toàn là số 3 hết. Em thấy mẫu số là số 3, như vậy thì chữ cứ 3 cm thì chúng ta cho đó là một đơn vị. Đây. Đúng như vở chúng ta luôn nhá. Chúng ta cũng chia từ trái qua phải. Rồi chia 1 2 3. Em nhìn thấy không? 4 5 6 7. Cứ vậy đi. Kiên nhẫn mà chia đôi chia vạch. Vạch nhiều nó ra. Đó. Bắt đầu chúng ta chia này, cứ ba vạch chúng ta lấy một đơn vị, đây là ví dụ đây là số 0. Em nhìn thấy nha. Ví dụ đây là số 0. Thì nếu đang như là cái cách 1 thì đây là số 1. Nhưng mà bây giờ chúng ta đừng đừng, đừng gạch đây là số 1 mà một vạch, hai vạch, đến vạch thứ ba mới coi là số 1 thì chúng ta sau này chia nó dễ. Đấy, đây mới là số 1. Xong lại ba vạch nữa là số 2. Ba vạch nữa là số 3. Tương tự mé bên này vậy, cứ ba vạch chúng ta vạch một vạch 3 cm chúng ta vạch 3 cm. Đây là mũi tên, đây là số 0. Bắt đầu chúng ta chia này. Số âm 3. Âm 1, âm 2, âm 3 đây. Âm 3 đấy, đây điền số đấy nhá. Số 1, số 2, số 3, âm 1, âm 2, âm 3. Cách này siêu nhanh đấy. Đây đầu tiên là số biểu diễn số âm 3 này, đây âm 1 đây, âm 2, âm 3 đây rồi, âm 3 này. Xong tiếp là số dương 2, dương 2 ở đây rồi. Rồi, tiếp 8/3 này. 8/3 là 2 và 2/3. Đây là từ đây là 2 này. Cộng thêm 2/3 nữa. 2 khúc nữa, đây đúng chỗ này. Đây các em thấy có 3 đơn vị thì lấy 2 nữa ở chỗ này đây. Đây chúng ta điền đây là 8/3. Để xóa cái này đi. Rồi, tiếp theo
là âm 2 1 phần 3. Âm 2 đây, từ đây đây là âm 2 này. Từ 1 phần 3 nó sẽ đến đây. Đấy, đây sẽ là, đây sẽ là âm 7 phần 3. Đấy, xóa cái này đi. Những ai hiểu cái này rồi giơ tay. Cái này thì nó đẹp đẽ, cái hình đỡ phải chia nhiều. Thì ví dụ ba này thì có một số bạn đây, bạn Ngọc gửi bài đây. Đấy, bạn chia như này cũng là được rồi. 9 phần 2 là âm 4,5 đấy. 13 phần 5 là 2, mấy nhỉ Ngọc nhỉ? Rồi. Đúng rồi, khoảng 2,6 là 26. Còn 8 chia 7. 1,1 ạ. Ừ, 1,1 là tí, là 1 xong lại 1 cm, là hơn tí chút nữa. Đấy, vậy được rồi. Này là game đặt yêu cầu nha.